Xin chào các bác nha. Thì hôm nay quay trở lại các bác, em sẽ có một cái mẹo rất là vui cho các bác. Đó là trên tay em đang có một cái hộp diêm như này. Bây giờ một hộp diêm này em sẽ lấy ra bốn que diêm và em sẽ xếp nó thành hình dấu cộng. Đấy. Bây giờ em đố các bác là di chuyển một que diêm và để cho nó tạo thành một hình vuông từ bốn cái que diêm xếp ở dấu cộng thế. Thì các bác nha. Đây, bây giờ 4 que diêm em sẽ xếp như này nha các bác nha. Đấy. Nó thành hình dấu cộng như này. Bây giờ cái mục đích của các bác đó là các bác di chuyển một cái que diêm này. Di chuyển que nào cũng được đúng không? Các bác xếp kiểu gì để cho nó ra thành được một hình vuông. Rồi. Rồi các bác đặt ở vị trí nào thì đặt. Nhưng mà chỉ được di chuyển một que diêm này thôi nhá. Đấy, chỉ được di chuyển một que diêm. Chỉ di chuyển một que làm sao để cho nó tạo thành một hình vuông. Đấy, các bác đặt đi, các bác nghĩ đi. Đấy. Bây giờ các bác cầm một que diêm như này. Đây là cái dấu cộng nên các bác cầm que diêm nào thì cũng như nhau cả. Nên em cầm cái que như này. Bây giờ đặt ở vị trí nào? Các bác cho em ý kiến rồi. Em đặt ở vị trí nào? Đặt ở đây. Đặt ở đây cũng không được này. Đặt đây không được, đặt đây cũng không được này. Đặt đây cũng được. Nên là rất khó nếu mà các bác mà cố để tìm ra để làm sao đặt được cái que diêm này nó thành một hình vuông thì như này, ví dụ như này để tạo thành một hình vuông như này thì cực kỳ khó, nên không bao giờ các bác làm được đúng không? Chắc chắn là không bao giờ làm được. Nhưng đây là một bài tập toán mẹo, do đó mình phải đòi hỏi cái khả năng tư duy nó cao hơn một chút. Làm như cái để tạo thành một cái hình vuông mà có cạnh bằng một cái chiều dài của que diêm này thì chắc chắn là không bao giờ làm được đúng không bác? Thế bây giờ mình phải nghĩ cách khác để cho nó tạo thành cái hình vuông khác. Bây giờ như này này, để em sẽ xếp lại như cũ nhé. Đây như này này, thấy chưa? Đấy. Bây giờ thì chỉ có một mẹo thôi, mẹo thì mới làm được một việc để tạo thành hình vuông thôi như này nhá. Em giải luôn cho các bác nhé. Đây. Đối với que diêm như này đi, được chưa? Ở đây thì cái đầu que diêm này này, mình bây giờ ý của em là nó sẽ tạo một hình vuông từ bốn cái đầu que diêm này, được chưa? Bây giờ một cái que diêm này các bác đẩy nhẹ ra một chút. Đẩy nhẹ ra một chút này. Đấy. Vậy thì đầu que diêm, bốn đầu que diêm nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống mà có cạnh thì bằng đúng cái chiều rộng của cái que diêm này. À, các bác nhìn thấy chưa? Thì em quay lại cho các bác nhé, zoom cho các bác xem nha. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Thì đây chỗ này có vẻ là hình vuông không? Tạo là hình vuông không? Đúng còn gì nữa đúng không? Đấy, xoay zoom to cho bác. Đấy, đúng không? Đúng hình vuông này còn gì nữa. Đấy chưa? Đúng không? Đúng hình vuông của bác. Đấy. Còn nếu mà các bác nào mà nghĩ được ra cách khác nữa thì em gọi các bác là sư phụ luôn. Không bao giờ còn cách nào nữa. Đấy, như này. Đó. Các bác đặt chỗ nào cũng không thể bao giờ tạo ra hình vuông được, chỉ có mỗi cách như thôi. Em đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Đấy. Đấy, đúng tạo ra hình vuông chưa? Zoom lên cho bác ta xem lại nha. Đấy.
Thì hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích cho các bác trên cái bàn nhậu nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều. Nếu các bác yêu thích thì các bác hãy đăng ký kênh giúp em nhé. Cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ.